Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là mình tiếp tục lên đồi tìm một gốc dưới lùn lực về để làm bonsai mini. Và mình lên rừng thì bắt gặp một cây dưới rất là lùn lực u cục như thế này. Mình sẽ đào cái cây này về làm bonsai các bạn ạ. Mình thấy ở đây là có mấy cây rồi thì mình quyết định sẽ đào cây này về để làm bonsai chơi. Cây này u cục như thế này chắc chắn sẽ được một cây bonsai mini về chơi rất là đã. Đấy, tán nó lên như thế này. Đấy, về mình chỉ việc đào xuống một tí và mình cắt đi lấy về để chơi. Bây giờ trưa nắng quá rồi thì mình cũng không đào được nữa, mình quyết định là đi về và để ngày hôm sau mình sẽ lên đào về và để đào về để trồng chơi các bác ạ. Ở đây nhiều lắm, rất nhiều các cái cây bonsai mà người ta đã chặt đi. Đấy, chặt đi như thế này. Đây, đây có một cây này. Đấy, nhỏ đẹp. Đẹp luôn. Đấy, thế là mình có chỗ này để mình khai thác về trồng chơi. Đấy, rất là nhiều luôn. Thế này có một gốc nữa. Rồi, hôm nay mình chỉ đi để xem thôi, còn hôm sau mình mới lên mình đào. Ở đây một cây này nữa, cây này nó bám, nó ăn trong các cái tảng đá này, mình cũng sẽ dự định để lấy cây này. Đấy. Và còn rất nhiều các cái cây khác mình thấy ở trên cái đồi này, nhiều, rất là nhiều dưới luôn. Đấy. Đấy, bây giờ thì mình quyết định đi về và ngày mai mình sẽ chuẩn bị dụng cụ để mình lên mình đào. Đấy. Rất là nhiều dưới luôn, nhiều lắm các bác ạ. Các bạn nếu muốn sưu tầm dưới thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình nhé. Mình có thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình, để có mình có thêm những động lực để làm tiếp những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.